Kinh văn, chỉ tự các vọng tưởng xoay dần làm nguyên nhân cho nhau. Theo cái mê chứa cái mê, trải qua kiếp số như vi trần. Tuy Phật phát minh nhưng không thể làm cho nó mất tác dụng. Giảng giải, chỉ tự các vọng tưởng. Dù đó là vọng tưởng, sinh khởi thành vọng tưởng càng lúc càng nhiều. Vọng tưởng như kiến, chỉ trong một khoảnh khắc ít trở nên nhiều, hoặc như vi khuẩn, nó xuất hiện như thế nào? Như tôi đã nói từ trước, người tốt tìm đến nhau, người xấu tụ tập với nhau. Tương tự như vậy, vọng tưởng sanh khởi, chứa nhóm và xoay dần làm nguyên nhân cho nhau. Bỗng nhiên có thật nhiều vọng tưởng. Thật vậy, đó là điều ngăn cản con người không thể giác ngộ. Nếu không có vọng tưởng này xảy ra, thì có vọng tưởng khác cũng đến, nó hợp lại thành đàn, vào ra như khách đến căn nhà mở ngõ. Tôi hỏi một vị ở đây rằng, anh nghĩ gì khi đang ngồi thiền? Câu trả lời là, có khi tôi nghĩ đến có gì ngon để ăn, có khi nghĩ về áo quần đẹp để mặc, hoặc được sống trong ngôi nhà sang trọng, hoặc mua xe mới. Có khi tôi dự tính mua cả máy bay trực thăng khi nào có tiền. Khi quý vị ngồi thiền, những thứ này sẽ sinh khởi. Cái này đi, cái kia đến, đến rồi đi, đều là vọng tưởng của quý vị. Theo cái mê chứa cái mê, một thoáng chốc mê lầm phát sinh ra càng nhiều hơn, trải qua kiếp số như vi trần. Vì vọng tưởng của quý vị quá lớn nên quý vị không thể dừng nó ngay được. Thế nên quý vị khiến cho tự tánh mình bận rộn từ sáng đến tối. Căn bản là tự tánh vốn thanh tịnh viên mãn trùm khắp pháp giới. Nhưng khi nó tiếp đãi quá nhiều vọng tưởng thì nó không thể nghỉ ngơi. Nó tiếp xúc với vọng tưởng từ kiếp này sang kiếp khác không bao giờ ngưng. Hôm nay vọng tưởng này mời tôi, ngày mai tôi được vọng tưởng kia mời đi xem kịch. Ngày kia tôi có hẹn với vọng tưởng kia được khiêu vũ. Rồi có những buổi họp, giao tế xã hội, nói chung có rất nhiều việc phải làm. Thế là từ kiếp này đến kiếp khác, từ vô thủy đến ngày nay, quý vị vẫn không ngừng việc giao tiếp. Tuy Phật phát minh nhưng không thể làm cho nó mất tác dụng. Đức Phật thấy biết mọi việc đang diễn ra, nhưng Ngài không thể nào khiến cho các vọng tưởng ấy mất tác dụng. Đức Phật không thể làm cho quý vị quay lưng, quay mặt về hướng khác. Quý vị vẫn kết bạn với vọng tưởng và không thể nào từ bỏ nó. Xả bất liễu tử, hoán bất liễu sinh. Xả bất liễu giả, thành bất liễu chân. Quý vị hỏi rằng, có phải xả bất liễu tử có nghĩa là tôi phải chết ngay bây giờ? Và hoán bất liễu sinh có nghĩa là tôi phải rời bỏ đời sống này, chọn một đời sống khác? Không phải như vậy, mà có nghĩa là ngay khi quý vị còn sống, quý vị hãy tự xem mình như là người chết rồi. Nếu được như vậy, thì quý vị sẽ không chóe lửa lên khi có người phê phán quý vị hoặc có người than phiền về quý vị. Hãy giả vờ như mình đã chết, đừng có quá bận tâm về danh tiếng của mình và đừng để phí sức vào cái vỏ sò nhỏ bé của cái thân hiện hữu này. Xả bất liễu tử theo cách như vậy. Thế là sau cái chết lớn, quý vị sẽ có được chỗ hoạt dụng rất lớn. Xả bất liễu giả, thành bất liễu chân. Tại sao quý vị chưa có được chân tâm quý báu giác ngộ viên mãn? Vì quý vị có quá nhiều vọng tưởng và không thể nào từ bỏ được. Và hàng ngày quý vị truy tìm những thuận lợi từ hoàn cảnh phát sinh. Khi quý vị truy tìm những thuận lợi từ trong mọi hoàn cảnh thì chẳng còn chút nào hy vọng thành tựu đạo nghiệp. Phần nhiều con người để hết tâm lực vào những việc vô bổ. Những người để tâm tu đạo nên vận dụng công phu tu tập của mình vào những việc thiết thực. Việc vô bổ đó có nghĩa là thân xác của quý vị. Vì đó mà quý vị phải bị sai sử đi từ chỗ này đến chỗ kia.
một ngày nào đó cái thân ấy cũng chết. Việc thiết thực đó là tự tánh của chúng ta, tự tánh ấy không bao giờ chết. Khi thân xác này tan rã thì tự tánh không chết, nó chỉ tạm dời sang ngôi nhà mới mà thôi. Kinh văn. Nguyên nhân cây mê như vậy là nhân mê mà tự có. Biết mê không có nguyên nhân thì vọng chẳng còn chỗ tựa. Vốn không có chỗ sinh, muốn nói việc làm gì. Người được chứng ngộ như người đang thức mà nói chuyện trong mộng. Tâm dù có sáng suốt, nhưng với nhân duyên nào mà lấy được vật trong mộng? Giảng giải. Nguyên nhân cây mê như vậy là nhân mê mà tự có. Khi quý vị chạm trán với cái mê dường như thực có. Vọng tưởng hiện ra như thật, nhưng thực ra chúng là giả. Quý vị dường như có chút vọng tưởng, nhưng thực sự cái mê ấy không có thực thể. Thế nên không thể nói rằng mê sinh ra mê, vì cái mê vốn không có tự thể riêng biệt. Biết mê không có nguyên nhân, chẳng có chỗ nào cho cái mê nương vào, chẳng có hạt giống, chẳng có gốc rễ, thì vọng chẳng còn chỗ tựa. Một khi đã nhận ra cái mê vốn không có tự thể riêng biệt, thì làm sao mà cái vọng còn tồn tại được? Vốn không có chỗ sinh, nó chưa từng sinh ra. Người cho rằng mình không có cái đầu, cứ nghĩ rằng mình không có cái đầu, nhưng thực ra cái đầu mọc ngay trên vai mình. Cái mê là do nhất thời thiếu sáng suốt. Đó chẳng phải là hoàn toàn mê lầm để ngăn che tánh giác của quý vị. Vậy, muốn diệt nó làm gì? Nó đã không sinh khởi, vậy làm sao nói nó diệt? Người được chứng ngộ như người đang thức mà nói chuyện trong mộng. Khi anh ta ngủ, thấy mình là vua, có cả triều đình, quan cận thần, thức ăn sơn hào hải vị, y phục sang trọng, được hưởng mọi thứ sung sướng không tưởng tượng nổi. Tâm dù có sáng suốt, nhưng với nhân duyên nào mà lấy được vật trong mộng? Làm sao anh ta có thể đưa những sự kiện trong mộng ra cho mọi người xem? Không thể nào được. Ai là người có tâm sáng suốt? Chính là Đức Phật. Đức Phật có thể giảng pháp để chỉ cho quý vị thấy rằng anh vừa trải qua mọi chuyện trong giấc mộng. Nhưng Đức Phật không thể nào đem những sự việc trong mộng bày ra cho quý vị thấy như thực. Mọi việc Ngài có thể làm là dùng ví dụ để chỉ dạy cho quý vị. Đừng có mong Ngài lấy những vật ấy ra như là bằng chứng. Thế nên Đức Phật là người tỉnh ngộ từ giấc mơ và có thể nói về những chuyện xảy ra trong mộng, nhưng Ngài không thể nào lấy từ trong mộng những vật ấy ra để chỉ cho mình thấy. Kinh văn. Huống nữa cái mê vốn không nhân, vốn không thực có. Như diễn Nhã Đạt Đa trong thành kia, đâu có nhân duyên gì tự sợ cái đầu của mình mà bỏ chạy. Bỗng nhiên hết điên, thấy cái đầu chẳng do bên ngoài đưa đến. Dù chưa hết cuồng, cái đầu cũng chưa từng mất. Giảng giải. Huống nữa cái mê vốn không nhân, do vì quý vị không thể bày ra được những gì thấy được trong mộng để chứng tỏ cho người khác biết rằng quý vị đã thấy được nó. Huống gì làm sao có thể chỉ được so sánh hiện hữu của những thứ vốn không có nguồn gốc, không nguyên nhân, vì nó vốn không thực có. Cái mê chắc chắn không có thực thể hoặc hình tướng, chẳng có vật nào ở đó cả. Nó như diễn Nhã Đạt Đa trong thành kia, đâu có nhân duyên gì tự sợ cái đầu của mình mà bỏ chạy. Liệu có thực một nguyên cớ nào chăng? Tại sao anh ta phát sợ, bắt đầu thắc mắc về sự hiện hữu cái đầu của mình? Mối nghi của anh ta như thế này. Anh ta bảo không thấy được cái đầu mình, rồi kết luận luôn cái đầu không có. Anh ta thấy cái đầu trong gương, nhưng không biết rằng nó chính là của mình. Anh ta nghĩ rằng nó hiện hữu độc lập với mình khi nó ở trong gương. Thế nên anh ta tự trách mắng mình vì không có đầu và tự cho mình là quái vật không đầu. Đó là lý do tại sao anh ta chạy quanh. Bỗng nhiên hết điên, thấy cái đầu chẳng do bên ngoài đưa đến.
bệnh cuồng của anh ta sẽ hết, nhưng không phải do cái đầu đã xuất hiện trở lại từ một nơi nào đó. Điều này biểu tượng cho thực tế là dù chúng ta có sinh khởi mê lầm thì mê ấy cũng không có tự thể, nó không có tướng trạng hoặc thực thể. Dù chân như của tự tánh có thể bị mê lầm thì chân như cũng không bao giờ mất đi. Và khi không còn mê không phải có nghĩa là người ấy đã thể nhập chân như tự tánh. Tương tự như vậy, cây đầu của ai là thuộc người ấy suốt đời, không có chuyện là được cái đầu hoặc mất cái đầu. Dù chưa hết cuồng, cây đầu cũng chưa từng mất. Khi Diễn Nhã Đạt Đa thấy mình mất đầu, thế nó đi đâu? Đó cũng là vấn đề của ngày nay. Nếu quý vị biết cái đầu mất đi đâu, thì quý vị đã hiểu được phần nào ý kinh này. Nếu quý vị không hiểu được cái đầu đi đâu, thì phải chú tâm lắng nghe kinh ngay từ bây giờ, rồi quý vị sẽ hiểu. Dù cho trước khi chứng cuồng điên của Diễn Nhã Đạt Đa chấm dứt, thì thật sự anh ta có mất đầu không? Hay không mất? Thế nó đi đâu? Kinh văn. Phú Lâu Na, tánh vọng tưởng là như vậy, nguyên nhân của nó do đâu mà tồn tại? Giảng giải. Cây đầu thực ra không đi đâu cả, nó vốn không mất. Lý do duy nhất khiến anh ta nghĩ rằng mình không có đầu là anh ta bị mê. Phú Lâu Na, tánh vọng tưởng là như vậy, nguyên nhân của nó do đâu mà tồn tại? Căn gốc của vọng ở đâu? Nó không có cái gì để nương tựa hoặc làm nền tảng cả. Không có căn gốc, thế thì quý vị xem thử mê lầm và vọng tưởng thực sự ở đâu? Quý vị chẳng tìm ra được. Kinh văn. Ông chỉ cần không theo sự phân biệt ba thứ tương tục, thế gian, nghiệp quả, chúng sinh. Do ba duyên đã đoạn nên ba nhân không sanh. Giảng giải. Ông chỉ cần khỏi phải dùng phương pháp nào khác, đó là không theo sự phân biệt ba thứ tương tục, thế gian, nghiệp quả, chúng sinh. Do ba duyên đã đoạn nên ba nhân không sanh. Nếu quý vị không sinh khởi sự phân biệt thì sẽ không có thế gian, không có chúng sinh, không có nghiệp quả. Ba duyên này đã diệt trừ. Ba duyên này hiện hữu lần đầu là do vọng thức và tâm phân biệt. Khi các duyên không còn thì nhân không thể phát khởi. Kinh văn. Tánh cuồng của Diễn Nhã Đạt Đa trong tâm ông tự hết. Hết tức là tâm Bồ Đề thù thắng trong sạch sáng suốt, vốn trùng khắp pháp giới, không do người khác mà có, nào cần phải nhờ tu chứng nhọc nhằn vất vả. Giảng giải. Tánh cuồng của Diễn Nhã Đạt Đa trong tâm ông. Tâm cuồng của ông sẽ tự hết, tâm cuồng của ông sẽ tự dừng nghỉ. Ngay khi tâm cuồng hết tức là tâm Bồ Đề. Không phải là khi tâm cuồng này hết rồi, nó sẽ cuồng lại lần khác. Ngay chỗ dừng nghỉ chính là Bồ Đề. Chỉ cần rời bỏ mê vọng thì ngay đó là chân. Đúng hơn, khi quý vị nhận ra được ngay trong cái mê thì cái chân thực tự nó hiển bày. Đó chẳng phải là hai thực thể. Hiểu ra là chân và khi chưa hiểu ra là mê. Cái mê ấy vốn không có căn gốc. Nếu có thể làm cho nó dừng bặt thì ngay đó chính là Bồ Đề, là tánh giác ngộ. Thù thắng trong sạch sáng suốt, không có gì để so sánh được, và rất trong sạch sáng suốt, chiếu khắp mọi nơi, vốn trùng khắp pháp giới, không do người khác mà có. Nghĩa là không do bên ngoài mà có, nó là cái vốn có sẵn trong mọi người. Đó là chân tâm, là tâm thù thắng, thanh tịnh, sáng suốt. Tâm này chẳng lớn hơn ở chư Phật, hoặc nhỏ hơn, thậm chí chẳng nhỏ hơn chút nào ở mỗi chúng sinh, dù chúng sinh đang lúc ở trong mê. Tâm thù thắng, thanh tịnh, sáng suốt đều vốn có sẵn trong mỗi chúng sinh, không ai thiếu sót tâm này. Tâm ấy không phải là cái gì vay mượn từ người khác hoặc do bên ngoài mà có được. Nào cần phải nhờ tu chứng nhọc nhằn vất vả. Một ví dụ về sự nhọc nhằn vất vả là khi cha mẹ nuôi dạy con cái,
cho nó bú, thay tả lót và làm hết sức mình vì lòng thương và mối lo lắng vì con. Vì lẽ ấy, quý vị không cần phải xem tự tánh mình như trẻ con và phải cực nhọc vất vả nuôi nấng chăm sóc nó, vì tự tánh là vốn có sẵn trong mình. Ông không cần phải chăm sóc nó quá sức nhọc nhằn vất vả. Khẳng khẩn, vốn từ này xuất phát trong Thiên Dưỡng Sinh, Bào Đinh Giải Ngư của Trang Tử. Khẳng là chỗ giữa xương và thịt, khẩn là chỗ giữa gân và thịt. Bào Đinh là người chuyên nghề mổ trâu, chỉ cần một nhát dao là có thể xẻ thịt con trâu thành từng phần, thịt, xương, gân rạch ròi. Nghĩa trong kinh văn là quý vị không cần phải tính toán hoạch định chương trình làm sao để tu hành và để được chứng ngộ. Chẳng có pháp nào để tu và để chứng cả. Tu mà như không tu, chứng mà như chẳng có gì để chứng. Đây là vô công dụng đạo. Điều vi diệu của pháp này là hoàn toàn thông suốt và không có gì chướng ngại. Quý vị khỏi cần phải tu, khỏi cần phải chứng gì cả. Quý vị không nghe A Nan đã nói trong phần trước rồi đó sao? Bất lịch tăng kỳ hoạch pháp thân. Ngài chẳng cần phải trải qua A Tăng tỳ kiếp mới chứng ngộ được pháp thân. Diệu pháp của kinh Thủ Lăng Nghiêm là ở điểm này, là chẳng cần phải nhờ vào tu chứng nhọc nhằn vất vả. Ha ha ha,